Cho luôn gửi cho ông bà. À, Cảm rất là tuyệt vời. Ừ. Đây đây là chị Minh thay mặt cho. Hello, xin kính chào quý vị khán giả cũng như các nhà hảo tâm đang xem trên kênh YouTube của Nguyễn Nhân Bắc TV. Hiện tại bây giờ Bắc đang có mặt tại bản Lam Hợp, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh An. Thì hôm nay là Bắc đến thăm một cái gia đình 8 đứa trẻ mồ côi. Nhân dịp là có hai cô là cô Minh và cô Mì là ở dưới trung tâm bảo trợ là lên thăm các cháu ở trong gia đình đây. Và đây là có anh Xuyên này, anh Xuyên là bên làm bên mặt trận. Bây giờ xin kính mời quý vị khán giả là cùng Bắc và cô Minh và cô Mì cùng với anh Xuyên là đi vào hỏi thăm gia đình các cháu một tí nhá. Xin kính mời quý vị các bạn cùng đâu anh. Chào bạn ạ. Lại gặp nhau rồi nha. Bác chuyến làm gì phải nghe móng nhỉ? Dạ, người không biết. Người không mũ à? À, nhìn biết mà. Chào con. Tại đấy là cái cửa này là cái cửa cửa nhà bếp. Ta họ hay vô cửa nhà bếp chứ không vô cửa chính ở bên kia. Đấy. Đấy, và ta vào nhà đấy. Đi vào đấy. Chào ông, khỏe không? Ông Việt nói tinh thải đấy, khỏe không? Hả? Cháu buồn đấy, đi lên đây, cháu buồn đấy. À, đưa kèo cho các cháu ăn, đưa đưa lại đây ngồi cho sáng đây, là đây, lại đây ngồi ta tâm sự với các cô, chuẩn bị lên xuống với các cô luôn đấy. Dạ. Cái giường này là giường của bên kênh của hai Khánh mua cho. Là đợt trước là em về hai Khánh là mua cái giường này về cho cả tiền là tổng là 10 triệu. Với nhiều lần đến thăm rồi rồi. Đấy. Mọi hôm là cái giường các cháu nằm ở đây là chế những cái sạp nhỏ, sạp mét thôi, không có cái giường như này đâu. Đây là kèo kèo của các cô là mua cho ở dưới trung tâm lên nhá. Dưới trung tâm mà không, đâu dễ đâu. Ba, dễ. À đi trường à? À dễ dễ đi học, cháu đâu đi học? Ngồi ngồi con, ta ngồi đi chơi, cô ngồi đây. Các cháu ngồi đến giường đây. Thấp ngồi đến giường này cho ăn kẹo cho vui. Để đó cho cô ngồi. Đây con lên đây ngồi đây. Đó. Đó đó. Ta ngồi đây ba ba ơi. Lại đây. Anh Chuyên ơi, anh ngồi đây, ngồi đây. Hình như 4 đứa này nó đi đấy. Thằng đứa này cháu này là nghỉ học này. À, kèo con gọi nào được không nhá? 4 người bóc chia nhau đi nha. Chia chia cho bóc ra chia nhá. Đấy là kèo của hai cô ở dưới trung tâm bảo trợ mua lên nhá. Này. Này. Cái nó chia ăn nó hết mở mở ăn đi. Đây. Vậy một cái này bỏ lên giường đi, bỏ lên sau giường, bỏ lên bàn đấy. Lấy một gói nào ăn, con cắt đi. Đây. Này, bóc ăn đi. Alo. Đây. À. Không mất đâu, để đấy. Anh Xuyên ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây mà trò chuyện về hai cô luôn đấy, ngồi đây, ngồi đây, anh vào đấy, ngồi đây. Ba đâu, ba ơi. Anh Long gọi ba ba, gọi ông hoặc ba ba đấy. Dạ. Nói được chưa, nói tiếng Kinh không? Nói hiểu không? Anh dễ đâu, anh dễ đâu? Anh dạy đi học à? À có nói được không? Nói tiếng tiếng Kinh đâu. Hôm nào là con đi xuống học ở hai cô này nhá. Hiểu không? Đấy, hiểu. Họ ít nói lắm. Đôi đôi này được kể là ngoan. Kể là ngoan. Ba ơi. Ba bỏ. Ba đi. Chào nó. Ba ba con đi.
Giới thiệu với anh, đấy là cô Minh và cô Mỹ là ở trung tâm bảo trợ ở dưới Vĩnh ấy, ở dưới chỗ Hưng Nguyên ấy, là sắp tới đấy là sẽ đón bốn cháu đấy là cùng đi học kiếp, là trung tâm nuôi ăn ở và học hành tại đó luôn. Đấy thì hôm nay là cô định lấy mấy hôm trước rồi, nhưng mà chưa lên thăm được, thì hôm nay mới có thời gian là lên đây để thăm các cháu và gia đình. Đấy. Vậy hiện tại bây giờ em đang làm, anh cha đang làm hồ sơ cho em bốn cháu đấy là để đi học. Còn đây là anh Chuyến, cái này cũng giới thiệu đó là bên chỗ mặt trận này, mặt trận của thôn. Đấy. Dạ. Anh nói cho ba hiểu, thì ba không hiểu là ai không biết ai đấy cả, em cho ba biết thôi. Dạ. Em cũng không hiểu lắm tiếng Mông. Không, nói tiếng tiếng Thái ba hiểu. Tiếng Thái ba không hiểu. À, bố hiểu tí hay. Bố vẫn hiểu hay. Ba bảo, ba lu bảo. Ba lu nói bảo. Ba lu nghe. Ba có hiểu lắm. Lu nói là cô nà. Cô nhớ bê đà Vinh nà. Nhớ nà. Ta kín anh kì mà mua pít tu. Pít tu ăn chai tục tu nà. Phải ra mà cơ nà, khiến được ra nè. Chị tàu đi, chị tàu. Nó mùa hai tà nữa. Nó mùa hai tà thì phải. Chia nè. Chia nè. Chia nè. Chia nè. Chia nè. Mà nói là mừng quá. Mừng quá. Cảm ơn hai cô là đưa cháu đi cùng đưa một phần hai ông bà. Thế là ông bà mình nhà hết tài. Em của chúng con này. Các em hiện tại em mình đang sinh sống. Hiện tại bây giờ có 41 cháu đúng không? Dạ. Thì em vẫn tìm hiểu mà. 41 cháu nhưng mà ở những em lớn và nam thì có thể gửi các dòng khác. Thì như thế này, nhân dịp cô đến đấy thì em cũng là giới thiệu chủ nghĩa trung tâm bảo trợ thôi. Thì là có nghĩa là để cho chị Minh chị giới thiệu quá cái trung tâm bảo trợ cho gia đình các cháu biết được. Dạ. Tìm hiểu quá một tí. Dạ. Vì là em cũng nói vì gia đình với ủy ban xã thì xuống trung tâm bảo trợ của Lâm Vích đó thì họ cũng chưa biết cái trung tâm đó là như thế nào. Tất nhiên là trung tâm bảo trợ là sẽ nuôi các cháu, nuôi dưỡng các cháu ăn học thôi, nhưng mà dạ, nuôi ở đó ăn học ở như thế nào và học ở đâu như thế nào thì có thể là chị Minh chị giới thiệu quá cho mọi người trong gia đình họ biết được, với cả cơ quan chức năng họ biết được. Dạ. Vậy thứ hai là con để cho khán giả trên kênh của em để họ biết được. Dạ. Nhá. Thì nói cho họ hiểu. Trước hết chúng con đến thăm gia đình, còn nối kết giữa anh Hào Huy Khánh và anh Nhật Bắc đây thì chúng con tới thăm gia đình để mà biết được hoàn cảnh của gia đình. Còn cái sự các cháu mà xuống với ấm hay không là có là một cái tương lai, một cái đường dài khác nữa. Là duyên số, có nghĩa là duyên số. Còn ở nơi mái ấm Lâm Bích của chúng con á, thì chúng con nuôi dạy ở đó là 41 em. Những em lớn thì chúng con sẽ gửi các cái trung tâm khác, trung tâm nam, ví dụ như là nam thì chúng con sẽ gửi đến trung tâm nam. Còn nữ thì chúng con để ở nơi mái ấm đó, chúng con nuôi dạy các em. Thì các em học ở đó thì nó nhất là nếu mà mầm non thì nó học tại trường của nhà dòng. Còn các trường khác ví dụ cấp 1 thì ở Hưng Yên Bắc, rồi Hưng Yên Nam, rồi trường tổ, đó là tùy các cấp độ của các em nó đi học. Chúng con nuôi dạy ở đó thì những hoàn cảnh mồ côi rồi bỏ rơi rồi những em hoàn cảnh đặc biệt thì chúng con nuôi dưỡng các em ở đó cho đến tuổi 18. Đó là chúng con nuôi các em, giúp cho các em về cái đời sống nhân bản, rồi về cái kiến thức các em. Dạ, cho em xin hỏi một tia cái gì, tức là cái nguồn gốc của ta, tức là cái tổ chức của ta là mang tên chi hả? Tên gọi của Lâm Bích nuôi dạy trẻ mồ côi Lâm Bích. Dạ. Còn với trong cái đời sống thường ngày thì chúng con hay gọi là mái ấm Lâm Bích, thì giống như mình nói là cái gia đình. Dạ. Trung tâm thì nó hơi xa, nó gần gũi hơn. Cái mái ấm thì nó gần gũi hơn, nó như một cái gia đình của mình đang sống. Dạ. Chung là cùng thay mặt gia đình với các cháu thì cũng cảm ơn các cô quan tâm. Nói chung là gia đình là cũng mong muốn để có cái người hỗ trợ thế, giúp đỡ thế, được một phần nào đó
ông bà thì có chắc hai ông bà thì còn bên làm cháu đi trường thì cũng đi bộ, đưa cháu đi cũng đi bộ đấy. Yeah. Cả đi cả về, đi đón cũng phải đi bộ, đi trước một giờ. Chúng con thì trước đây chúng con cũng đào tạo cho các em, tức là thường thì ở mấy ấm là có xe vận chuyển các em đi học, tức là ô tô cho cấp 1 là các em đi học. Nhưng mà có những lúc chúng con cũng phải tập cho các em đi xe đạp để các em vận động. Để khi mà mình cho các em nó đi xe đạp á, thì mình phải nói cho các em biết từ mình, từ ở nhà đến trường để lấy kiến thức, nó phải vất vả như thế nào để lấy cái kiến thức đó. Thì thỉnh thoảng mình phải tập và phải khơi lại cho các em cái ý tưởng đó để các em nó đi. Còn cảm ơn bản, cảm ơn anh đã hỗ trợ cho các em, tức là về cái chuyển vận chuyển các em đi, chuyển các em đi á. Thì cảm ơn anh rất là nhiều quan tâm tới cái gia đình để cho các em có một cái tương lai hơn. Mong các cháu nó có một cái tương lai nó tốt đẹp hơn. Dạ, đúng. Bố mẹ thì bỏ bê từ tuổi còn nhỏ. Nói chung là hai gia đình, tức là hai đứa con trai là ai cũng mất cả. Bố mẹ mất cả. Không, tức là bố mất mẹ là đi. Không vì hai nhân trai, hai nhân để con của hai nhân trai. Con lấy dập thành hai gia đình như anh, hai chị em giấu đi bỏ lại trong cả. Lấy lâu chưa? Không lâu rồi đó. Anh Chuyên có thể nói cho ông ba hiểu được là chị trung tâm vừa rồi là chị Bính giới thiệu là học ở chỗ nào, ăn ở chỗ nào cho ông ba biết, cho hiểu rõ. Từ khi đi xuống mình phải tìm hiểu một tí anh ốc. Nói chung nếu mà ông bà nói tiếng Kinh hay tiếng Thái ông bà hiểu thì cũng nói được nhiều, nhưng mà tiếng Mông thì em biết một ít. Thì các em ở giai đoạn cấp 1 thì cấp 1, cấp 2, cấp 3 là vẫn đi ra trường của nhà nước học. Như ở tên này này. Vẫn cứ đi học ngoài trường bình thường. Cơ bản về là có chủ nó thôi, từ là mình thay gia đình về về lại trại mẹ ấm này mình sinh hoạt, tức là một gia đình luôn. Về là ở trong mẹ ấm là ở đó, ngày đi học giống như ở trên nhà đá thôi. Thì ở mẹ ấm thì mẹ ấm là giúp cho các em học về đàn, rồi vi tính, rồi tiếng Anh, tức là mình hỗ trợ về cái phần đó. Tức là bởi vì trong mẹ ấm là các sơ đã được học những cái vấn đề đó rồi, thì mình đã có kiến thức sẵn rồi, thì mình giúp cho các em. Ví dụ như là từ 6 giờ cho tới 8 giờ kém 15 là các em học tiếng Anh. Còn như mùa hè bây giờ là học giáo lý rồi là hè, thì các em lại học đàn. Học đàn vẫn lại học vi tính. Học là bên chỗ tiên đăng kiểu của tiếng Anh. Chắc là của mình luôn, bởi vì mình có đàn, có và có vi tính, các em nó được học. Bộ cái nhà hô bỏ, quán tay à? Bao bỏ? Bao giờ? Lúc xua giờ? Dạ, xong anh đi mình xong cô dục cái tờ à? Cô mình à, lấy mà mình à làn luôn, xin mình à, luôn dù nó xong cô mình ấy khó ấy cánh kì, tăng bày hợp tửm, nâng à, xong ai thao dù hơn chứ này là, còn chơi bó học thì cứ mình bó học trường, có học trường của trường mình trường nhà nước đó, có học phần mày làm học chỗ này đó, còn học trường khác trường sẽ chất lượng hơn, sẽ giỏi hơn mà sẽ tài giỏi hơn, thì là mưa sẽ chẳng ai mày làm luôn chị, mà nhắm cưn chị trong cô mình khơi cánh hợp kỳ mọi tì kỳ tì dù thằng học tùm mực hơn à bên đằng hào mẹ bê bò bê mê lệ chỉ là ông bà hủi chứ ạ. Làn bó sẽ cứ yên tâm đó, nhà nước áp bó liêng trôi rồi. Bó liêng trôi hào rồi, trôi ông bà rồi. Sáng là các cháu, bình thường buổi ngày các cháu là đi học ở các trường ở ngoài. Còn tuổi về là đều về nơi mái ẩm rồi. Các cháu ăn ở học ở đó là cả luôn, học thêm các kiểu nữa. Anh nói rồi. Thì là nhằm nghiên sự bó học bình thường, cứ nâng hào dục cái nữa nè. Một bộ học trường, con trường cơ đó. Bộ học mà xì mà dù năm mà trong cô này cứ nâng à thông ông bà dù hơn này là mà dù ít khó ít cánh là bay tí kì tí non là tăng bay tùm là tăng học tùm mà là tiếng Anh hoặc là vân vân, nói chung là học đàn năng kiểu mà là nhanh hơn, hào dục hơn là chẳng bay tùm mà học hơn chẳng bay tùm hơn. Bỏ học thì mới a xe bỏ xong. A xe bỏ xong học trường học xong thì mới tặng a xe tôn mà. Mà dù hơn. Mà dù thì cái khâu cái cành xong thì mới tặng tập. Tặng học tươm. Mà nạ. Cái kiểu là. Ừ.
Bây giờ là chỉ cả gì chờ làm thủ tục xong rồi là quá hè tháng 7 đi rồi xuống không đi. Nói chung là thủ tục xong các em thi mô thì đưa các em lên là khi đấy. Bởi vì ví dụ như các số mà các em nó chưa biết chữ á thì mình phải giúp cho các em trong mấy tháng hè để khi mà vào lớp 1 thì các em nó nhanh hơn. Nếu có thể thì làm thủ tục xong khi nào cố liên hệ với em thì có thể là để em đưa các cháu xuống. Để cho nó nhanh hơn mình. Anh xong thủ tục ở trên này để anh báo cho em á. Bên chỗ ví dụ đưa các cháu xuống đấy thì ví dụ mà bên ở có hỗ trợ chỉ là chi phí các cháu tiền xe xuống hay là ở những người nhà hay như thế nào? À, cái này hả? Dạ. Cái này thì khi mà các em nó xuống thì để báo lại rồi thì mình sẽ dạ. Nói lại sau. Để cho em biết vì là em nếu mà trường hợp bên trung tâm mà hỗ trợ thì em sẽ để trung tâm hỗ trợ, mà trung tâm mà không hỗ trợ thì em sẽ biết cách biết cái đường để mà giải quyết giúp các cháu á. Đấy, không em... cái đó thì mình để tính sau cái phần đó. Dạ, dạ, trước dạ. Mắt là mình để giúp cho các em là đi được. Dạ dạ. Tức là cái thủ tục xong. Dạ dạ. Khi đó thì mình hỗ trợ cái đó thì mình làm. Rồi rồi. Mỗi cái em tính em là hay rồi. Là trường hợp mà không dưới trung tâm giúp thì em sẽ biết tìm cách để em giúp kiểu như thế thôi. Tức là cái đó thì mình cứ tính sau đi. Còn dạ, cái này dạ. Thì mình để mình là làm cho các em cái thủ tục để các em nó đi được cái đó. Này cháu này hiện tại bây giờ là học lớp 1 năm ngoái là bỏ này. Bố mẹ mất là bỏ học đến giờ sáng chuẩn bị đợt tới hàng năm học tới đây em sẽ cho nói liên hệ cháu đi học. Tức là mấy em đi bốn em nào xuống? Bốn em này luôn. Bốn em này luôn. Hai trai hai gái này. Hai trai hai gái, con của hai anh em luôn. Có nghĩa là cứ mỗi bên mỗi anh là hai anh. Đấy. Mẹ em đang học lớp mấy rồi? Con học lớp mấy rồi? Học lớp mấy? Lớp 4 cháu này. Lớp mấy? Lớp 1 cháu học lớp mấy? Lớp 2. Đấy lớp 3, đúng không? Bằng nhau. 1 2 3 4. Đấy. Mẹ ơi, người mẹ mà có cả trai cả gái như thế này mà bỏ đi hay lấy chồng khác hay. Bây giờ em hiện tại bên nhà có 2 thằng. Giờ muốn đẻ được con gái nữa chứ mà cùng. Nghe ngợp ngợp. Khó lắm. Lúc khi mà mẹ về không? Ít lắm. Người mông thường thường là hôm trước cũng bên chỗ em Khánh, hai Khánh nghe cũng hỏi. Có khi nào về họ bảo là thường thường người mông con gái mà là đi lấy chồng á thì không bao giờ quay lại nữa. Chỉ biết lo bên chỗ chồng mới thôi. Đấy. À, ở đấy là hai cô lên đại diện thôi chứ ở trong cái mái ấm của chủ đó thì còn có nhiều người nữa. Đấy, rất có là nhiều người để chăm sóc vì nhiều chỗ á, anh Khuyến á. Còn thủ tục thì bên chỗ pháp lý vì bên mọi cái đó em nhờ bên ủy ban xã họ làm cho rồi. Cái này thì nói chung là có anh hôm nay đến đại diện bên ban quỹ thấu đó. Hôm trước thì cũng có trong trường cũng đến, có cả anh cha phó chủ tịch. Bảo hiểm có, hình như có một số cháu mất thì em xin cấp lại được đơn giản đó. Cái này xuống nói phát ra phòng bảo hiểm họ làm cho mình lên những cái việc này. Hiện tại bây giờ các cháu chưa được làm mà đánh danh 14 tuổi rồi lên. À mà đánh danh à, có. Cái là họ cấp cho một cái giấy là chứng nhận nơi cư trú. Có một cái thông tin cư trú là họ cấp cho một giấy là có cả nhà luôn. Cái này đơn giản thôi. Cái này hôm nào trong hồ sơ có cả. Mà đánh danh luôn. Chia nhau ăn ấy, trong nửa ăn tiếp. Đấy, quý vị khán giả thấy nha. Vì là các cháu là bình thường những cái cháu ở nhà ta mà bảo ăn bánh như này không ăn đâu. Đấy, lên đây là tránh nhau ăn. Không, chỉ có đi đưa đi một tí quà thôi cũng không biết. Thật sự nhìn mơ hồ mà thôi chứ không biết gì đi. Thôi ta vào có cái bánh nếu... kẹo cho vui là được thôi. Hôm nào thì xuống cái kia ta đưa nó tao chăm sóc cả. Thôi nhưng mà nếu mà biết được thì đưa lên cho ông bà chứ mắm rút cho ông bà. Nhưng mà lại không biết. Thật sự không biết. Em đưa bên chỗ Khánh cả dương chiếu thì... quần áo em đưa lên đây nhiều rồi. Đưa lên kinh ông bà thì chắc bà ăn. Ờ đây ông ăn hả? Ông bà thì chắc bà ăn bởi vì tiết kiệm mà ăn mua là được rồi. Ở đây người mông là họ vừa rồi em bảo chỉ là đến giờ cơm họ. Ví dụ các cháu đi học về khoảng 11 giờ nha, tầm khoảng 1 giờ 1 rưỡi họ mới ăn cơm trưa.
Là mà ăn mấy lần? Ăn một tối ăn lần, bị trưa ăn lần thôi. Nấu một nồi cơm to là để giữa mắm ấy, múc ra một cái tô để giữa mắm, xong là có một tô được lành này, làm một người một cái thìa hoặc là có một tô canh nữa, tức là ăn cơm xong là múc mình được là bỏ cho cơm rồi thôi. Thì không, ngoài ra không có cái gì hết, nói là chị không tin đâu. Em đến đây 6 lần rồi. Chứ có lần nào mà có một con cá nào ăn hết. Biết mình đến đây một lần hè, đi xuống trường với tí. Anh em biết là anh em trong bản thì có anh em như không? Làm sao mà giúp được hàng ngày được anh? Có thể là anh giúp anh ngày, hai ngày, ba ngày, có thể một tuần thôi. Làm gì mà lo cho họ cả đời được? Nhiều lúc con cái trong nhà mình mà ra riêng mình có lo cho nó cả đời được không? Đúng không? Chứ phải là nói anh em họ hàng. Đấy. Nó nuôi lâu làm gì nuôi được. Ông bà có đi mua, có làm chi mùa hè? Ông ba ở nhà trong sắm thì rau cỏ lung tung nhà thôi. Có hôm lên đây là cả mấy đứa nhỏ này là chạy loát xoát là ra trong sắm với nhổ sắm ông ba. Đấy. Nói chung ông bà này thì thuộc là vất vả. Nhưng mà cuộc sống mà để mà tiêu tiền bị mà mua sắm giống như kiểu mà người dân bình thường thì hơi khó. Ta phải hiểu trong gia đình của ta là có một cặp vợ chồng và hai đứa con. Nhiều khi làm nông dân họ đã khổ rồi, chứ phải là núi hai ông bà ra mà núi tạm đứa cháu này là thì quá vất vả. Đấy. Quá đặc biệt trường hợp này. Là còn hai đứa ở nhà hè. Một đứa lớn, một đứa đi học, dê đi học đúng không? Dạ. Dê đi học, còn nhỏ ở nhà thôi. Con tên gì? Lớp 4 này, con tên gì? Không. Đâu. Đừng bên kia giới thiệu con tên gì? Mình giới thiệu tên mà. Con tên gì đây? Nói đi. Đừng chờ nè. Tên gì? Hả? À? Con tên gì? Thông nào bỏ à? Bỏ. Bỏ à? Con thôi mày. Thôi mày. Nói tiếng Kinh rồi này. Thôi cá dinh. Thôi cá dinh. Thôi mày. Thôi mày là giống nhau thế. Con tên gì? Thôi mà vừa. Thôi mà vừa. Cho con gửi cho ông bà. À rất là tuyệt vời. Đây là chị Minh thay mặt cho anh. Dạ. Giờ mới về à? Và có anh Song Tưởng đấy, có em xin cái bích. Dạ. Đấy là có chị cô Minh và cô Mì ở dưới trung tâm bảo trợ dưới kia lên đấy. Mày em Lâm Bích. Đi mời đi nhà về à? Làm bên khoa cho giáo viên à? Ô, hôm trước vào là cái giường là đúng này. Ta không quen lấy tay dưa phẩm là rớt qué hết. Những cái thanh mệt mỏng thế này rải lên năm cái liệt giường ấy. Cháu bỏ chịu lên năm. Khổ lắm. Anh ơi đây. Nghe. Con quay để anh để cho nó. Cái nào điền nhánh thầy bận rồi này. Đi anh đi đâu vậy? Nhà mình đi anh mới có kiểu các cháu học hết cuối năm á. Tổ chức với anh đi bơi giới thiệu trong trường tên gì vậy? Em quên tên này. Bỏ. À anh bỏ đây, anh bỏ trong trường trường thôn. Đây là hai cô, đây là cô Minh và cô Mì ở dưới mai ẩm Lâm Bích ấy. Là lên thăm các cháu. Thì lên thì chủ yếu là lên tìm hiểu gia đình tí để thăm sức khỏe ông bà với các cháu thôi, xem tình hình của các cháu và ông bà là cuộc sống như thế nào. Đi để tìm hiểu cho biết được. Lên đây thì cùng hai cô cùng mang một ít bánh kẹo lên, tức là cho ba thấy ông bà tồi quá đây, giúp cho ông bà 1 triệu đồng nữa để cho ông bà mua đồ ăn. Không phải là em bắt nói cho các chị thương đâu, mà thật sự là chứng kiến mấy hôm trước lên chứ khi nào mà thấy cả cho thì tốt, nó nói chân thành lắm. Thì có thể là anh bỏ đấy, anh nói quá tại anh không có cả hai chị đây này, anh bác đây, chú bác đây, anh thay mặt gia đình về chúng bác có cái cảm ơn sự quan tâm của nhà tài trợ này đến với bà con. Thì tất nhiên gia đình khó khăn nhưng mà có nhà tài trợ về có anh bác đấy trực tiếp ở đây
hỗ trợ với bà con, em thay mặt ban quản lý cảm ơn sự quan tâm của mẹ em Bắc, anh ở bên trung tâm hỗ trợ, xin chân thành cảm ơn tất cả anh em các bác các chị, tất cả mọi người mà hỗ trợ rất những bà con của bạn. Thành cảm ơn. Cảm ơn, thật sự là cảm ơn chúng con. Như vậy thì con cũng cảm ơn anh rất là nhiều. Đó là anh quan tâm tới các em, và là cái tương lai của các em thì cũng như cái sứ mạng của chúng con, và là ở dòng chúng con là còn là sứ mạng, thì chúng con cũng quan tâm tới những em nó kém may mắn hơn, kém may mắn hơn mình và kém may mắn hơn những đứa trẻ khác. Thì cũng như anh là thôi, thì anh cũng quan tâm tới các em như vậy, thì chúng con cũng quan tâm tới các em, miễn sao mà mình giúp các em có một cái tương lai khác hơn hiện tại, hy vọng nó sẽ khác hơn hiện tại. Thì giữa anh với lại anh Nhật Bác và chúng con thì những cầu nối để giúp cho các em có một cái tương lai nó sáng hơn một chút. Chúng ta cảm ơn nhau, hỗ trợ cho nhau để hy vọng sẽ tốt hơn. Mong là sau này còn không phải là còn nhiều cái khó khăn nữa, còn xin muốn mong muốn để nhà tài trợ phải tài trợ thêm nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn và chúng các cháu này thì anh em mọi hôm em giới thiệu thôi, vừa rồi là chị Minh thì cũng nói là xuống những cái mái ấm tình thương về kia ấy, thì là đều có người chăm sóc hết, của các cô rồi cả có cả những cô khác nữa. Tụi về là nuôi ăn ở, ngày nào nghỉ học ở nhà là có thể là ngoài cái giờ học hành chính ấy, thì có thể là học thêm là nặng môn năng khiếu, giống như môn vừa rồi môn đàn này, là học thêm vi tính này, tất cả cái môn khác nữa, có thể là học ở ngoài đời có nhiều cái khác nữa đấy. Còn bình thường thì ở nhà ở trong mái ấm đó thì có các cô là chăm sóc cho ăn uống đầy đủ cả đấy. Còn buổi ngày thì ngày nào đi học thì cứ đi học, tụi là về ở ăn ở đó cả. Đấy. Giống như một gia đình, đóng một gia đình luôn mà. Giống gia đình ở ta ở nhà luôn. Thế. Ở mẹ chúng con là chúng con luôn luôn nói với các em đó là một gia đình. Mà dù mặt nằm trên cái mặt xã hội thì chúng con là một cái ấm mặt của xã hội, bảo vệ xã hội. Nhưng mà chúng con luôn hướng với các em đó là một gia đình. Người anh lớn tuổi thì nó là anh, mà em lớn tuổi là em, mình phải quan tâm cái sự đó và nâng đỡ nhau. Thật sự cái vật chất thì ở các em nó không thiếu, nhưng mà cái thiếu thì như các anh cũng biết, đó là về các em cái tinh thần của người cha người mẹ của tôi. Thì chúng con là những người chỉ, thì là đóng vai trò, thì vai trò người cha và vai trò người mẹ. Và nhiều khi mình đóng cái vai trò đó nó chưa đủ được với những cái thực tế của cuộc sống, thế nên chúng con cố gắng hết mình để làm sao mà cho các em có một cái tình thương, để các em nó lớn lên có cái tình thương. Khi mình cho các em thì các em sau này nó ra cuộc sống thì nó nhận được cái tình thương và nó trao ban cái tình thương đó cho những người khác. Và khi các em nó đi ra xã hội thì nó nhìn những cái em khác nó kém may mắn như mình trước đây, thì nó sẽ nhìn vào cái đồng cảm hơn. Thì chúng con hy vọng chỉ có như hồn như vậy thôi, chứ không mong muốn như nó trẻ các em nó sẽ quay trở lại nó giúp mình. Biết sao cho các em cái tương lai và nó nhìn người khác nó có cái thiện cảm hơn. Là cái mà chúng con rất là mong muốn. Chúng thiện cảm hòa đồng mà hiểu được cuộc sống ngoài xã hội được, có thể hòa đồng với mọi người, họ gắn kết được. Có nhiều khi ở nhà đấy có thể ở ăn học đi về, nhưng mà ở nhà nhưng mà có nhiều cái là ví dụ con của chúng ta đấy, con của em chẳng hạn ở nhà nhiều khi nó về mình vẫn có thể là chứ chỉ bảo cho đến đây đến chỗ, chứ phải là các cháu đấy là một cái bố mà mẹ bỏ đi chỗ khác đấy. Nếu mà xuống dưới chỗ mái ấm nó thì về đó có cả các cái cô dùng thấy bố mẹ thì họ cũng là truyền đạt được cho những cái kiến thức ngoài cái học rồi, có kiến thức ngoài đời nữa để các cháu nó hiểu thêm được thì đã va chạm ngoài xã hội là về sau này. Hiện tại bây giờ đang là lớp 3, lớp 4, chứ học đến lớp 12 là phải là tiếp xúc các cái kiến thức của các cô các thầy ở dưới kia trong mái ấm thì truyền đạt cho các cháu rất là nhiều. Cho đến 18 tuổi là đang còn lâu, đúng không? Đấy. Ví dụ như đây là chị Bị này chuyên về vi tính và tiếng Anh, cho nên là khi mà về khi cho bản thân mình á rất là ít. Khi mà các em học ở trên trường về thì bắt đầu là chỉ là lao đầu vào cho các em vào cái tuổi bài thơ, chỉ có các em tắm xong sau đó cho các em học, nên là mình phải cho liên tiếp nữa luôn để cho các em vẫn có một cái kiến thức chung. Như thế là quá tuyệt vời rồi. Các em nó kém may mắn hơn những em khác thì mình phải cho các em kiến thức nó đủ nó được tự thân. Mình phải bù đắp lại kiểu như là
thì chúng con chỉ có trong cái tư vật với cái khả năng của mình thì chúng con sẽ làm khả năng tiếp nhận của các em như thế nào thì tùy vào khả năng của các em, còn mình đối với chúng con thì làm với cái hết sức cái trách nhiệm với khả năng của mình. Đấy, cái thực tế thì gia đình như thế hai cô đó. Thì hai cô lên đây cũng xem thực tế thì cũng có gì khác được cả. Tức là như thế này. Chúng con đi lên đây nó không phải là lên để mà nghèo hay là cái gì mà chúng con muốn biết để vùng miền, để khi các em xuống sống cùng với chúng con thì chúng con hiểu được em nó sống vùng miền, nó theo tính cách của vùng miền. Thế nhiều khi mà đồng bằng và miền núi nó đúng rồi thì sao của cho các em vào luận là nó của đồng bằng thì các em không thể sống được. Đúng rồi. Thế mình phải biết vùng miền, không theo kịp được. Cho nên là chúng con hiểu được cách của các em. Ví dụ như là như chị Mỹ vừa nãy nói đó là tùy khả năng của em đón nhận. Ví dụ như bây giờ là mình dạy chung của cái chương trình tiếng Anh như vậy, nhưng các em thu nhận được chỉ một nửa hoặc chưa được một nửa thì mình hiểu được khả năng của em cũng từ thôi. Còn của các em vùng miền nó được tiếp xúc nhiều rồi thì nó sẽ lội trội hơn những em của núi. Các em này khó hòa nhập theo. Dạ. Và cái vùng miền ví dụ như ở đây thì các em ăn có 2 giờ chẳng hạn thì nó quen như vậy thôi. Thì bây giờ các em ăn 3 giờ thì nó khó ăn, còn ở đồng bằng thì thường thường nó phải 3 giờ. Còn nếu mà không ăn 3 giờ thì nó khó chịu, nhưng mà mình nó ăn 2 giờ là nó quen rồi. Thế nên chúng con biết được cái cách sống vùng miền và văn hóa. Đúng rồi. Để chúng con sống cùng các em khi chúng con đi là mục đích như vậy. Bởi vì cái mà hoàn cảnh để mình đón nhận thì chắc chắn mà khi mà một cái trường hợp mà chúng con tiếp nhận như vậy là chúng con đã biết là đó là cái hoàn cảnh rồi. Là chúng con biết đi đến kể vừa rồi ta ngồi tâm sự ngồi chỗ mà nói là thỉnh thoảng có người mong ta là vẫn có hay tức bực tức trong người là vẫn hay dùng loa ngón á đó đúng không là người mong thường hay như thế là có thể là mình cậy đó là cùng một cái hay cái ý nghĩa của mình để mình biết được để ở với chỗ cả cháu như thế này thì kia mình bị được. Có thể là nhiều khi là các cháu ở đồng bằng có thể mình nói được như thế, nhưng mà các cháu người ở trên này là mình có thể là ở bỏ qua không nói vấn đề đó, không để cháu khỏi phải ức chế, là nhiều khi là mình hiểu được thì nó đỡ hơn. Mình phải biết được phong gọi là tá phong bệnh nhân chưa bệnh đúng không? Đấy, có lấy cái hay. Thì như ở trong mẹ chúng con nên là có mấy em nó rất là đặc biệt. Ví dụ như nó buồn bực cái gì á, ví dụ như ở trên trường nó nói về cái chuyện mà tình cảm á, thì nó bực cái gì là về nhà nó cũng khó chịu. Nhưng mà là nó nghít thở thì mình phải biết cái trường hợp đó như vậy để mình phải biết mình xử lý. Thì chúng con đi đến thực tế để chúng con biết được lá ngó nhỉ. Thì chúng con có biết lá ngó không? Lá ngón. Lá ngón. Lên đây chúng con mới biết. Nên đây là chúng con mới biết được, tức là mình nghe nhưng mà cái thực tế mà đi lá ngó là thuốc độc ấy. Nó là một vị thuốc độc. Trường hợp như thế thì mình biết thực tế nhiều hơn. Thường thường ta hay đăng tải lên mạng, lên báo chí vì đài truyền hình là các người Mông là chủ yếu, các người Mông là chủ yếu thì họ hay ăn lá ngón. Vì tức vợ tức chồng, chồng tức vợ, con tức bố mẹ. Đấy. Ta kể là ta phải truyền tải cho mọi người biết được vì họ không hiểu được, ta phải truyền tải. Nhưng là có nhiều cái ức chế là mình tất nhiên có thể rèn luyện, nhưng mà mình không phải làm cái gạt cả ức chế, nhiều khi họ lại bực một vấn đề ta không hiểu được nên đấm ra là nó như thế, dẫn đến một vấn đề là nó đơn giản cuối cùng nó trở thành phức tạp. Đấy. Thực tế nó cũng có cái hay cái đó. Cái đó là không một cái, nhưng mà hồi mà trước thực sự không vì là không cho các con cái đi học thì không hiểu về xã hội á, họ không hiểu rõ lắm, không hiểu về xã hội cái gì đúng rồi, tất nhiên là không hiểu cái con gái không được đi học, không nhận thức mỗi cái về xã hội á, thì tất nhiên một cái mình nhỏ một tí rằng mới xuống người đó ăn nữa đó. Cho con phải đi học này để sau này hiểu về xã hội, tất nhiên cái này sẽ chúng ta sẽ giảm được. Tức là nó biết được là cái sự sống nó quan trọng. Nhiều khi nhìn người ta tức nhau đấy, nhưng người ta không biết là cái sự sống nó là quan trọng. Thế nào chỉ cần cho khi mình tức thì chết là xong, kết thúc cuộc đời của mình là xong. Họ có nghĩ là mình chết thì họ bực mình, họ cái là mình chết hết rồi. Là đó thì lên là cái chuyện lăn ngón ấy, như là họ ăn nó quen, nó dùng quen, họ cũng để ý cái vấn đề đó, họ có thương. Thôi thì nhà em cũng đưa hai cô đến thăm hỏi gia đình các cháu tí thế. Thế là cô như hai cô đi thăm mấy người quen hai để em cứ đi. Đi người quen trong là chống nữa. Vì lần đầu tiên mới lên đây. Sao thầy khám? Thật sự là của vùng Nghệ An của nhà mình mà lần đầu tiên mới biết xa hơn Hà Nội. Em thì đừng để em hình dung ở chỗ nào được thì Nghệ An vì em đi nhiều rồi. Chỗ nào cũng đi cả ra nên em biết được. Các cô thì lần đầu tiên là lên vùng miền núi.
nó hơi vất vả tí. Nói chung là đi cái làm cái nghề này chỉ có đi mình đi những cái mà xung quanh thôi, ví dụ như là những trẻ bỏ rơi thì mình không nói, nhưng mà gia đình mà kiểu cha mẹ bỏ với con cái á, thì con cái nó không được học hành gì cả thì cũng có đi đến, nhưng mà nó nằm ở trong môi trường của thị trấn thành thị thôi. Chứ còn môi trường mà của miền núi thì nó ít, chỉ có đi Hà Giang thì có. Hà Giang thì có đi. Mấy hôm trước kết nối có cô Anna Nguyễn. Anna Nguyễn là bên chỗ kênh của em Khánh, xong là xem của bên Khánh, xong là bắt hai bên chỗ hay đứng cùng là một trong thành viên của ekip của hai Khánh ấy. Sau đó là cô mình trực tiếp liên hệ với bác của Anna Nguyễn ấy, liên hệ với bác ra để giúp các cháu đấy để xuống cho mái ấm một tá đấy. Nên là mỗi người mà làm về trong cái mạng xã hội thì ai cũng mong muốn thì các em nó có một chút cái tương lai. Đúng rồi, bởi vì sau này các em nó cũng trở về với gia đình cả, với người thân của nó, hoặc là nó đứng trong cái môi trường xã hội nào cả tốt cả được để cho tương quan giữa người với người. Đúng rồi, ví dụ như mà mình mà đến đấy như em là người kết nối, hôm nay lâu lâu thì có nhà hảo tâm đưa đến cho 5 triệu hoặc là cho 300 hoặc 500 chẳng hạn, cái chuyện đó chứ không thể mà tiến tới cái tương lai của các cháu được. Nếu mà để cho các cháu một tương lai cho nó ràng người á, thì phải đến những cái mái ấm đó, có những người chăm sóc cho nuôi ăn học này dịch này kia cho đầy đủ thì các cháu thì mới có một cái tương lai ràng người được đấy. Đấy, có thể là sau này là các cháu mà học trong 18 tuổi thì có thể là về trung tâm hoặc có thể là giới thiệu chỗ này chỗ kia. Đấy, là mình có thể là các cháu có thể có một cái nghề nghiệp gì đó là nó có tương lai hơn. Còn mình ăn rồi cứ kết nối là cho họ tiền cái này cái kia thì cũng có tương lai được. Đúng không? Nó là cái mặt hiện tại. Sau này các em mà nó lớn lên thì nó với cái khả năng của các em thì mình giới thiệu cho các em cái nghề để các em nó sinh sống, nó tự lập được. Thì khi các em nó tự lập mà nó có thể công nghệ được, thiện tài được thì nó sẽ giúp người khác. Người thân của mình thì nó lại giúp, và không là nó về nó thể giúp bản làm của mình. Dạ dạ đúng rồi. Thôi rồi thì chị em ta đi hay. Dạ dạ. Dạ. Cảm ơn anh em. Dạ dạ. Rồi video của bác cùng xin phép tạm dừng tại đây nhá. Cảm ơn hai cô rất là nhiều đến thăm gia đình của các cháu, mang theo bánh kẹo nữa và hỗ trợ cho gia đình 1 triệu đồng. Rất chân thành cảm ơn hai chị em rất là nhiều nhá. Bây giờ em cùng đi nhá. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý khán giả trong những cái video khác nhá. Cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều. Bye bye. We'll be right back.